Vâng, xin chào quý vị các bạn trở lại với channel Hùng Xe ơi. Và mình đang có mặt tại khoang xe của Hà Nội Ford. Đây, như quý vị các bạn có thể thấy thì đây đang có hai chiếc xe X-Browser mới hoàn toàn. Và đây là phiên bản 2019, model 2020. Thì trong tháng 1 dương này, chỉ còn khoảng chục ngày nữa thôi, thì sẽ là đến Tết âm lịch và chúng ta sẽ có cơ hội sở hữu chiếc xe hạng sang đắt tiền nhất của Ford với cái mức ưu đãi có thể nói là chưa từng có từ đầu năm đến giờ. Vào khoảng đầu năm thì X-Browser hiện nay cách đây tròn một năm thì vẫn đang bán với cái mức mua kèm phụ kiện đâu đó khoảng từ 100 đến 120 triệu. Thì hiện nay vẫn chiếc xe này quý khách hàng đã được chiết khấu đến từ 170 đến 180 triệu tiền mặt, có thể tặng kèm thêm phụ kiện. Và giá niêm yết thì nó vẫn không thay đổi, 2 tỷ 268 triệu đồng. Và cái giá lăn bánh ở Hà Nội thì quý khách hàng có thể sẽ phải bỏ ra đến khoảng gần 300 triệu nữa. Tức là chúng ta sẽ lăn bánh chiếc xe này đâu đó vào khoảng 2 tỷ 3 triệu đồng cho một mẫu xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Mỹ, hai cầu toàn thời gian, đầy đủ tính năng công nghệ. Và đây là chiếc xe có thể nói là an toàn cũng như là nhiều công nghệ nhất trong cái tầm giá 2 tỷ rưỡi lăn bánh đổ lại như này. Chúng ta có 11 loa, một loa siêu trầm, 7 túi khí. Xin lỗi quý hai. Chúng ta có 11 loa với một loa siêu trầm và phía sau đi kèm với đó là hệ thống túi khí bao quanh xe, có cả túi khí ở đai an toàn ở hàng ghế thứ hai. Ford X-Browser thì vẫn là chiếc xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Mỹ với đầy đủ tính năng công nghệ được trang bị trên xe như cảm biến áp suất lốp, 3 vị trí nhớ lái trên ghế lái, đi kèm với đó là 4 cách mở cốp, cruise control, điện thoại dành tay, hệ thống điều khiển bằng giọng nói Sing 3 đã được nâng cấp lên phiên bản 3.4, massage ở hai hàng ghế, hộp số tự động 6 cấp, đi kèm với đó là rất nhiều chế độ lái có thể tùy chỉnh. Và đây là chiếc xe sử dụng hệ thống dẫn động 4 bánh toàn thời gian, rất nhiều cổng sạc, cổng nối được trang bị trên xe. Ok, xe bàn ghế thứ hai X-Browser như nào. Chúng ta có một hàng ghế thứ hai điều chỉnh cơ. Và đây trên xe thì được trang bị đầy đủ cổng sạc, có cả AC/DC 230V, tức là quý khách hàng có thể vừa sạc laptop vừa sạc điện thoại và dùng rất bình thường. Cửa sổ trời panorama toàn cảnh, đi kèm với đó là hệ thống điều khiển quạt cũng như là nhiệt độ. X-Browser thì được trang bị hệ thống cảm biến trước sau đầy đủ 4 cảm biến và camera 180 độ được trang bị ở phía trước và sau xe. Hơi tiếc một tí là sẽ không có hệ thống rửa camera giống như trên Focus. Đây, EcoBoost 2.3 EcoBoost. Và hiện nay mức giá đang bán của chiếc xe này đâu đó chỉ hơn 2 tỷ một chút. Hàng ghế thứ ba thì hoàn toàn là gập điện và có hai cách gập cơ bản. Phiên bản mới thì đã được update màn hình phía sau sử dụng USB cũng như là các thiết bị thông minh kết nối khác. Mọi ý kiến về mọi nhu cầu về báo giá cũng như là chương trình tư vấn giảm giá, khuyến mại phụ kiện, ưu đãi về quy trình vay trả góp cũng như là thủ tục lấy xe, khách hàng có thể vui lòng liên hệ trực tiếp với mình, có hotline đang đi kèm trên video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.